Để nói về sự khác biệt của phim Công tử Bạc Liêu, phiên bản điện ảnh, Thắng có thể trả lời nhanh là nó khác rất là nhiều. Trong cái quá trình mà mình đi tìm hiểu và mình đi lật lại tất cả những cái chất liệu của phim Công tử Bạc Liêu, Thắng thấy mình có một cái góc nhìn thú vị hơn, gần gũi hơn và nó mang tính thời đại để mà mình có thể kể ở trong cái giai đoạn này. Thủy rất là quan tâm đến những cái truyền thống và những cái câu chuyện của Việt Nam, đặc biệt là đến với Bạc Liêu. Thì cái mà ấn tượng của mình về một con người, một cái người mà đến lưu truyền đến bây giờ có rất là nhiều câu chuyện để kể, thì cái người này là cái người lưu giữ được nhiều câu chuyện về Bạc Liêu. Mọi người tò mò và mọi người biết đến Bạc Liêu nhiều hơn qua những hình ảnh và qua những câu chuyện của ông. Nó rất là hay ho ở cái thời 100 năm trước, khi mà một thời vàng son của miền Tây, nó gây cái cảm xúc cho mình thì mình rất là muốn là làm sao đào lại cái thời kỳ đấy, nói về được một con người và qua một con người nói về một vùng đất và một vùng văn hóa ở những năm mà mình đã trải qua một thời vàng son. C'est génial.